Rồi, anh sửa bài nốt ha các bạn ha. Xong hôm nay là chúng ta sẽ xong chương này. Tuần sau thì mình sang phần kim loại. Các bạn nhớ tải sách về ha. Anh có up cuốn sách vô cơ lên rồi đó. Thì các bạn tải sách về. Nếu mà được thì mình in ra để mình học cho nó dễ. Được chưa? Rồi, cái thứ hai nữa tuần sau mình kiểm tra ha. Anh sẽ mở đề hết từ thứ hai đến chủ nhật. Bữa anh có nói rồi đó. Thì nói để các bạn có thể chuẩn bị. Thì mình cứ ôn bài, ôn cơ bản kỹ đi ha, chỉ có những phần cơ bản thôi mà những câu cơ bản siêu dễ nữa, được chưa? Mình cứ cố gắng ôn ha, tranh thủ hơn các bạn ha. Rồi hôm qua anh có cho các bạn mười mấy bài đúng không? Rồi bây giờ mình sửa mấy câu đó ha. Câu số 4 nè: thủy phân hoàn toàn 500 g protein X thu được 178 g alanin, phần trăm về khối lượng gốc alanin trong X là. Rồi đối với câu này thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái quy tắc tam suất giống như là hồi hôm bữa anh chỉ các bạn làm câu 2 và câu 3 đúng không? Thì những cái câu này cũng đơn giản thôi ha. Các bạn thấy là người ta nói là 500 g protein nè. Đúng không? 500 g protein. Nếu mà thủy phân thì chúng ta sẽ thu được 178 g alanin. Tức là trong quá trình thủy phân thì sao, cái protein các bạn tưởng tượng là nó là một cái chuỗi gồm rất là nhiều amino acid đúng không? Vậy làm sao để thủy phân, mình ôn lại chút xíu ha, chúng ta sẽ cho nó tác dụng với nước. Nên nói như vậy cũng hơi kỳ ha, nhưng mà những cái phân tử nước nó sẽ cộng vô đây dưới xúc tác là enzyme hoặc là acid hoặc là bazơ gì đó, nó sẽ cộng vào những cái vị trí này để cắt đứt cái liên kết tiếp ra. Được không nè? Vậy sản phẩm sau khi thủy phân đó chính là các amino acid. Vậy sau khi thủy phân với cái protein này thì các bạn thu được 178 g alanin. Thì khi mà đổi mol thì chúng ta sẽ thu được 2 mol ala. Được chưa? Mình thu được 2 mol ala. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ trong 500 g protein này sẽ có 2 mol, rồi khi mà thủy phân thì sẽ thu được 2 mol ala. Vậy có nghĩa là trong 500 g protein này nó sẽ chứa chứa 2 mol gốc alanin. Hai này khác nhau như thế nào? Tại vì sau khi thủy phân thì chúng ta thu được phân tử ala, cái thằng ala viết như thế này. Đây. Phải ala là vậy không? Có một COH, một COH là một NH2 và ba carbon. Đúng không các bạn? Thì đây là ala ha, thì sau khi thủy phân cái các bạn thu được là thằng này. Thì khối lượng của tụi nó là 178 g, các bạn đổi được 2 mol. Đúng không? Và từ 2 mol này mình suy ra rằng trong cái protein này, trong 500 g protein này nó sẽ chứa 2 mol của gốc alanin. Gốc alanin là sao? Tại vì trong cấu trúc của protein nó không phải là cái phân tử này nữa, mà để mà tạo được protein thì phải làm như thế nào? Có phải là cái gốc COH này nó mất OH đi không? Đúng không? Còn thằng NH2 thì mất mất 1H để còn NH thôi. Được chưa? Và nó sẽ tạo ra cái gốc này. Và cái gốc này nó nối với một cái gốc khác, có thể là cũng là alanil hoặc là glycil hoặc là một cái gì đó khác, thì nó nối dài như vậy tạo ra cái mạch protein. Như vậy cái này người ta gọi đây là gốc alanil. Được chưa? Đây là phân tử alanin ha, phân tử alanin là cái amino acid, còn cái gốc alanil là khi chúng ta đã bỏ đi OH của nhóm COH với lại bỏ đi thằng H ở trong NH2 thì mình sẽ thu được gốc alanil. Cái gốc này nó sẽ nằm ở trong phân tử protein, hiểu chưa? Chứ mà cái này không gọi là alanin nữa ha. Vậy lúc này người ta hỏi cái gì bạn? Phần trăm khối lượng của gốc alanil trong X. Vậy câu này hơi gài, câu này rất là dễ nhưng mà người ta gài. Nếu bạn nào lấy 178 các bạn chia cho này là sai, bởi vì 178 là khối lượng của phân tử amino acid alanin đã thu được sau khi thủy phân. Mà người ta hỏi gốc alanil có trong cái protein này, tức là người ta hỏi bên trong cái này nè, trong cái thằng này nè có chứa bao nhiêu gốc, phần trăm gốc này là bao nhiêu. Vậy lúc này các bạn sẽ tính như thế nào? Trong cái phần trong 500 gram này có chứa 2 mol đúng không? Như vậy thì phần trăm các bạn sẽ lấy 2 nhân với lại m lớn gốc alanil. Mà m lớn gốc alanil tính sao? Là cái cục này nè các bạn. Nó sẽ bằng 89 là m lớn của ala ha, trừ đi 18. Tại sao trừ 18? Tại ban đầu là mình có OH ở đây với H ở đây nữa, đúng không? Thì m lớn của ala là 89 nhưng mà alanil thì mất OH, thì mất H rồi cho nên trừ 18. Rồi chúng ta lấy cái khối lượng đó chúng ta chia cho 500, được chưa? Các bạn nhân 100% mình sẽ ra được đáp án.
Hả? Còn nếu bạn nào mà lấy 178 bạn chia cho 500 thì chúng ta sẽ ra được đáp án khác á. Được không? Chúng ta sẽ có thể ra đáp án khác, hình như là đáp án C thì phải. Được chưa? Thì lúc đó mình sẽ làm sai ha, nên cẩn thận cái đề. Đề này nói là phần trong khối lượng của gốc alanin, thì gốc alanin là cái này ha, còn cái này là phân tử alanin. Nó tên là alanin. Alanin, còn này là alanil. Khác nhau ha. Bởi vậy anh cứ phải đọc rõ ràng hai cái chữ này ra gì đó, cái chữ y dài l anh đọc là yêu là vậy á. Tại vì cứ hai cái mà đều là in hết rồi không các bạn sẽ khó phân biệt. Được chưa? Cái này khác nhau các bạn ha. Rồi, đó là câu số 4, không khó nhưng mà bị dài. Coi chừng bị dài ha. Rồi, câu số 7 thì dễ thôi. Thủy phân 1250 gram protein X thì thu được 425 gram alanin, thì các bạn sẽ có 425 mình chia cho 89. Mình chia ra có bao nhiêu nè? À, chia ra là 4,78 7. 78 đi, tại mình làm tròn ha, 775 mình làm tròn 4,78 đi cho nó dễ. 4,78 mol ala. Được chưa? Mà người ta nói là phân tử khối của X là 100.000. Như vậy ở đây anh thấy 100.000 nhân chéo chia ngang ha các bạn ha, các bạn sẽ tính được cái số mol của ala chỗ này. Rồi, 382, đúng rồi ha, 382, xong rồi. Đó thì đối với những cái câu đơn giản như thế này mình chỉ cần nhân chéo chia ngang là xong ha, không có làm gì hết trơn á. Chỉ có câu số 4 là coi chừng bị gài nha, cẩn thận ha. Rồi. Rồi anh chờ chút xíu ha để cho các bạn coi. Rồi đi ha các bạn ha, đi thứ hai. Câu số 14. Nét tiết X chỉ do các gốc alanil tạo nên có khối lượng phân tử là 231. X là, thì ở đây đề bài đang cho các bạn khối lượng phân tử peptide đúng không? Mình sẽ sử dụng công thức tính M lớn của peptide. M lớn peptide bằng tổng M lớn của các amino acid trừ đi số amino acid trừ 1 nhân 18. Được chưa? Thì đây công thức này hôm bữa anh trả cho các bạn ghi rồi. À, chúng ta chứng minh dựa vào cái định luật bảo toàn khối lượng trong cái bài toán thủy phân hoặc là bài toán trùng ngưng. Ha, cái nào cũng được. Vậy ở đây cái M lớn peptide đề bài cho là 231 đúng không? Vì peptide này chỉ chứa các gốc alanil. Như vậy nếu như anh giả sử như cái peptide này nó có n gốc alanin thì lúc này tổng khối lượng hay tổng M lớn của các amino acid thì có phải là 89 nhân n không? Tại vì amino acid ở đây chỉ có thằng ala thôi, mà ala M lớn là 89. Hiểu không? Cái ở đây là cái M lớn của amino acid ha, chứ không phải M lớn của gốc. Tại tính M lớn gốc mệt lắm. Ở chỉ có ở bên này thì mình đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng mình mới phải nhân với lại m lớn của gốc thôi. Còn đối với những cái công thức tính m lớn của peptide như thế này thì các bạn cứ thế cái m lớn của amino acid mà anh kêu các bạn thuộc vào đây. Thì chưa chứ khỏi đắn đo gì hết ha. Đừng có đắn đo gì cả. Tại vì anh đã tính theo cái công thức đó rồi. Vậy ở đây thì cái tổng m lớn các amino acid chúng ta chỉ có ala thôi, như vậy m lớn của ala là 89. Anh giả sử peptide này có n thằng ala thì tổng m lớn của tụi nó sẽ là 89 nhân n. Được không nè? Rồi, vậy số amino acid là n luôn ha. Tại anh giả sử như là trong cái peptide này có n ala mà. Vậy số amino acid là n. Vậy thì mình thế vào đây là n trừ 1 nhân 10 18, thì các bạn sẽ tìm được n bằng 3. N bằng 3 là tri peptide. Cái này phải thuộc ha, đi là 2, tri là 3, teta là 4, menta là 5, hắc xa là 6. Dạ. Yeah.
Rồi đó, xong. 14 thì vậy thôi, áp dụng công thức là ra liền ha. 17 cũng y chang vậy ha các bạn ha. Mình cũng sẽ sử dụng công thức M lớn của peptide bằng tổng M lớn của các amino acid trừ đi số amino acid trừ 1 nhân 18. Ghi tới ghi lùi để các bạn thuộc đó ha. Rồi tổng cái M lớn của peptide này là 315. Tổng M lớn của ALA thì xin lỗi, amino acid, ở đây amino acid là value. Đúng không? Gốc value có nghĩa là A. Amino acid là valin. Thì M lớn là 117 nhân N ha, trừ N trừ 1 nhân 10 18. Này sẽ tìm được N bằng 3. Được chưa? Rồi xong. Rồi hai câu này giống như chang nhau ha. Có gì hết. Rồi, mấy bạn coi lại câu này, coi có gì thắc mắc không? Đi tiếp. Rồi. Ở đây cái tổng mà lớn của amino acid là tổng M lớn của các amino acid mà cấu tạo nên thằng này nè, mà người ta nói là peptide ít chỉ do các gốc value tạo nên, có nghĩa là chỉ có do gì amino acid valine tạo nên thôi. Vậy valine M lớn của nó là 117, ghi lại ở đây ha các bạn thuộc giùm anh nè, gly là một là 75, rồi ala là 89, valine là 117. Thuộc ba cái đó trước đi ha, anh ghi thêm luôn là glu là 147 với lại lysine là 146, thì hai cái này thuộc sau cũng được, ba cái này phải thuộc trước giùm anh ha, 75 89 117. Nhớ trước đi. Tại vì nhớ cái đó thì mình mới làm bài tập cho dễ ha. Vậy ở đây tổng M lớn các amino acid đây là valin, vậy thì tổng M lớn sẽ là 117 nhân N. N là số amino acid. Tại vì mình không biết trong này là bao nhiêu amino acid hết nên anh đặt là N. Được chưa? Ở đây N trừ 1 là tại vì số amino acid trừ 1. Ok, nhân 18 thì từ đó mình xích so thì mình sẽ ra được N3. Yeah, ok anh ơi. Anh ơi, cho em hỏi câu số 18 nó, em bấm máy mà sao nó ra 4 vậy anh? 4 hả? Em ra bấm ra 4. Đâu, mình thử coi ha, mình thế vào công thức luôn, chỉ có khối lượng phân tử 75N, nhiều khi là đáp án sai, đâu có gì đâu. Rồi bấm y chang vậy luôn hả, ra N bằng 4 hả? Để em ra bằng 4 anh. Rồi ok, vậy thôi sửa đáp án lại bằng 4. Lâu cái đáp án trong này cũng có mấy chỗ bị sai ha các bạn ha, tại vì nhiều khi tại hồi xưa, không phải nói hồi xưa xa quá, tại cái năm đầu tiên mà anh dạy á thì anh soạn sách á, anh không có để đáp án, đáp án anh có trong một cái bảng xong rồi để riêng, cái rồi lúc sau anh mới thấy là cần phải cho đáp án vào nên anh mới chuyển gắn đáp án vô, trong quá trình gắn kiểu gì cũng sai. Nhưng mà chắc là ít thôi chứ không nhiều đâu. Rồi. Rồi như vậy dạng này chắc các bạn được đúng không? Thì áp dụng công thức là ra liền ha. Vậy đối với cái dạng đầu tiên là dạng cấu tạo thì hoặc là chúng ta sẽ sử dụng quy tắc tam suất rất là đơn giản thôi, không gì hết. Và cái thứ hai nữa là sử dụng công thức tính M lớn peptide. Thế thôi ha. Rồi. Tiếp tục câu 21. Peptide ít do các gốc glycine và alanine tạo nên có khối lượng phân tử là 345 ít là. Rồi câu này hơi khác một chút. Biết khác chỗ nào không? Tại vì lúc này có hai cái amino acid tạo nên cái thằng peptide này. Đúng không các bạn? Vậy mình đâu có biết là thằng bao nhiêu thằng gly, bao nhiêu thằng ala, mình không có biết đúng không? Vậy anh sẽ đặt là có N thằng gly và M thằng ala. Được không nè? Tại vì mình đâu có biết đâu nên mình phải đặt như vậy ha, tại vì nếu như đề bài mà nói là biết rằng số gly bằng số ala thì lúc này sẽ là N với N.
hiểu không? Nhưng mà ở đây đề bài không hề nói của đó, đề bài chỉ có nói là vật lý ala thôi, vậy mình phải đặt là n với m ha, tại mình không biết là hai đứa này có bằng nhau hay không. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ sử dụng cái công thức tính m lớn vectít là 345 nè, là m lớn vectít ha, bằng gì? Bằng tổng m lớn của các amino acid trừ đi số amino acid trừ 1 nhân với 18, được chưa? Thì tổng m lớn của các amino acid ở đây có hai loại, một loại là hàng gly, m lớn gly là 75, có n thằng gly nên là 75 nhân n, hiểu không? Tại tổng mà. Rồi có m thằng ala nên là 89 cộng m, được không các bạn? Tại vì những bài trước đó, đề bài chỉ nói là tạo từ một amino acid thôi, nên là mình chỉ có mỗi thằng này hoặc là mỗi thằng này thôi. Nhưng mà ở đây có hai loại thì mình phải cộng hết cả hai loại vào, là tổng mà, đúng không nè? Rồi trừ số amino acid trừ một. Vậy lúc này trong cái peptide có n gốc gly và m gốc ala, vậy anh hỏi là có tổng cộng bao nhiêu amino acid có trong peptide? Bao nhiêu các bạn? Hai. Số 2 đâu ra vậy? N cộng m. N m mình đâu có biết là có bao nhiêu gly đâu, thì mình mới đặt là n, thì n là 1 2 3 4 5 gì đó. Không biết bao nhiêu ala nó sẽ là m, thì m sẽ là 1 2 3 4 5 gì đó. Hiểu không? Vậy tổng tổng số amino acid trong peptide nó sẽ là n cộng m. Được chưa? Chứ anh đâu có nói là n bằng 1 n với lại m bằng 1 đâu. Đúng không? Mình chỉ biết là n với m thôi. Vậy thì tổng số amino acid là n cộng m. Được chưa? Rồi trừ 1 ha, nhân 10, 18. Được chưa? Rồi như vậy các bạn rút gọn là cái chỗ này xíu. 75 nhân 18 là nhiêu ta? À, 75 trừ 18 là 657. 57 n cộng với lại 71 m cộng với lại 18 bằng 345 nha. Rồi chuyển cái 18 vào kia luôn, 327. Được chưa? Mày cái này anh rút gọn lại đó các bạn. Mình nhân phân phối số 18 vô ha. Sau đó anh rút gọn lại thì rồi chúng ta sẽ ra được 57N cộng 71M bằng 327. Được chưa? Cái này là mình rút gọn lại. Vậy tới đây rồi làm sao nữa? Nếu như mà chỉ có một thằng N thôi thì các bạn tìm được, đúng không? Nếu chỉ có một thằng N thì mình bấm máy tính tìm ra. Nhưng mà ở đây nó vừa có N vừa có M. Vậy cái phương trình này thì các bạn đã gặp khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà tại vì cái bài đó hơi phức tạp ha. Nhưng phương trình này chính là phương trình biện luận nghiệm nguyên. Tại sao biện luận nghiệm nguyên? Tại N với M là số lượng amino acid nên chắc chắn nó phải là số nguyên. Số nguyên là 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Được chưa? Thì đây là phương trình biện luận nghiệm nguyên. Chúng ta sẽ chạy ha, anh giả sử N là 1, thế N bằng 1 vô, các bạn sẽ tính được M. Rồi thế vô giùm anh coi, nếu N là bằng 1 thì M sẽ bằng bao nhiêu? Tức là chúng ta sẽ chạy số ha. Mình sẽ cho đại một thằng đó là bao nhiêu đó, mình coi coi cái thằng còn là bao nhiêu, mình lựa cái cặp nó phù hợp. Rồi tính giùm anh coi nếu n bằng 1 thì m là bao nhiêu thì sẽ phù hợp. Nhiều các bạn. 3,8 à. 5,8. Rồi, tiếp tục. 3,8 hả? Rồi. Tiếp tục nếu n bằng 2. Dạ 3. 3. Rồi, tới đây nhận được rồi đó, khỏi chạy tiếp. Tại ra số đẹp rồi. Nếu không ra số đẹp rồi còn gì không thích thì các bạn chạy tiếp ha. Chạy tiếp nếu mà n bằng 3 thì ra bao nhiêu nè? Rồi lẻ luôn 2,2 đúng không? Rồi, tiếp tục nếu bằng 4. Này anh làm cho vui thôi ha, chứ cũng không có cần ha các bạn ha. 1,4. Rồi thôi tới đây là dừng được rồi. Giờ mình chạy tới 5 nữa nó ra không thích mấy. Hiểu không? Thì thực ra là các bạn chỉ cần thấy là chạy khi mà chạy tới N bằng 2 mà M bằng 3 thì số này nó đẹp. Được chưa? Số nó đẹp rồi. Vậy số nó đẹp chúng ta sẽ nhận luôn giá trị đó. Tại vì N với M phải là số nguyên, nên không thể nào mình lấy mấy cái số lẻ này được. Tại sao nó là số nguyên? Tại nó là số lượng mà. Nó là số lượng gốc mà. Số lượng thì chỉ có thể là 1, 2, 3 thôi, chứ đâu thể nào 3,8 hay được. Được chưa? Vậy lúc này các bạn sẽ nhận cái giá trị n bằng 2 và m bằng 3 ha. Có nghĩa là trong peptide X sẽ có hai gốc gly và ba gốc ala, hay nói cách khác tổng số amino acid là 5.
Vậy mình sẽ chọn thằng x này chính là một pentapeptide. Được chưa? Để tổng tổng amino acid của nó bằng 5, 2 cộng 3 bằng 5. Được chưa? Rồi đã xong. Còn một số bài tập khác có thể là cho khó hơn. Người ta có thể hỏi là có bao nhiêu công thức của x là phù hợp. Thì lúc này thì hôm bữa anh có chỉ các bạn rồi ha, chúng ta có một cái chuỗi gồm 5 cái ô trống. Tại đây là một pentapeptide mà. À, các bạn biết rằng là có hai thằng gly và ba thằng ala. Các bạn xếp xếp chỗ làm sao đó để mà ba thằng ala vào và năm hai thằng gly vào. Thì chưa thì chắc chắn là mình sẽ chọn C chập 3 của 5 hoặc là C chập 2 của 5 ha, cái nào cũng được. Được chưa? Để mình chọn chỗ á, thì cái này anh nói thêm một số câu thì người ta có hỏi à, thì cái này nếu bạn nào muốn hiểu rõ thì chúng ta ôm lại toán lớp 11 nha. Cái này toán lớp 11 cũng phải ôm lại thôi, tại vì thi tốt nghiệp cũng có phần tổ hợp xác suất này trong đề thi nhớ nha, nên là cũng phải ôm thôi à. Rồi tiếp tục hả các bạn ha. À, thôi anh để đó để cho các bạn coi xíu. Còn phần này thì mình nếu bạn nào quên các bạn ôm lại toán. Chứ anh nói nữa giống anh dạy toán luôn rồi. Không sao đâu anh, được mà anh. Thôi, anh mét anh Huy đó. Ok. Rồi, được hả các bạn ha. À, thắc mắc đó, à, thắc mắc thì la làng lên. Dạ ổn mình ơi. Rồi, ok ha. Không ai la làng nữa thì mình sẽ đi tiếp. Rồi, câu 27 ha các bạn. Thủy phân không hoàn toàn agam tetrapeptide gly ala gly van, như vậy anh sẽ viết là g a g v cho nó gọn thôi, không có gì hết ha. À, tất nhiên là chúng ta cho tác dụng với lại nước trong xúc, với xúc tác là enzyme, là ví dụ vậy đi. À, trong này trong môi trường axit mà thì với xúc tác là H cộng ha. Rồi, nhưng mà cái đó mình không quan tâm, mình quan tâm sản phẩm là gì này. Sản phẩm của mình là 0,2 mol gliala. 0,2 mol. 0,3 mol glyvalin là 0,3. Rồi, 0,3 mol ala. Với lại m gam hỗn hợp 2 amino acid gly và van, như vậy thì g với v mình không biết bao nhiêu mol hết. Được chưa? Rồi mình để đó. Ok các bạn. Rồi bây giờ người ta hỏi giá trị m, có nghĩa là các bạn phải tính được số mol của gly với a với lại valin ở trong chỗ này. Được chưa? Các bạn phải tính được chỗ đó. Vậy đối với những cái dạng bài tập này, đây là dạng bài tập thủy phân, đúng không? Thì dạng bài tập thủy phân như thế này thì chúng ta nhớ là mình có sẽ luôn luôn có một cái luật bảo toàn là bảo toàn mol amino acid. Tổng mol amino acid trước phản ứng sẽ bằng tổng mol amino acid sau phản ứng. Được chưa? Vậy lúc này nè, các bạn đã tính được số mol của amino acid gì rồi? Sau phản ứng các bạn đã tính được tổng số mol của loại amino acid gì sau phản ứng rồi, loại nào các bạn nhìn vô cái sản phẩm nè thì chúng ta đã tính được tổng số mol của loại amino acid nào sau phản ứng rồi. Ở đây có mấy loại amino acid bạn? Có ba loại. Ở đây có mấy loại ba loại đúng không? Vậy mình đã mình tính được tổng số mol của loại nào? Có loại ala. Đúng rồi, của ala thôi. Tại vì rõ ràng thằng gly với thằng van ở đây mình chưa có biết. Đúng không? Glycine với vali mình đâu có biết được số mol chỗ này đâu, nên đâu các bạn đã tính được số, tổng số mol của tụi nó đâu. Nhưng mà ala chỉ xuất hiện hai vị trí thôi là chỗ này với chỗ này, mà các bạn đã có số mol hết rồi, nên là chúng ta sẽ tính được tổng số mol của ala. Đúng không? Thì tổng số mol ala sau ứng như thế nào nè, là 0,2. 0,2 là mol peptide này ha, nhưng mà trong cái peptide này chỉ có một thằng A thôi, nên mình sẽ lấy 0,2 nhân 1.
Hiểu không? Chứ không phải lúc nào nó cũng bằng mol peptide ha. Tại vì trong peptide này chỉ có một thằng ALA, nên là số mol của ALA sẽ là 0.2 × 1 cộng với lại 0.3. Được chưa? Các bạn sẽ tính được số mol ALA sau phản ứng là 0.5 mol. Mà chúng ta có gì nữa? Cái mol ALA lúc sau nó sẽ bằng mol ALA ban đầu. Đúng không bạn? Nó sẽ bằng mol ALA ban đầu. Vậy có nghĩa là số mol ALA có trong peptide ban đầu nó cũng là 0.5 mol. Được chưa? Tức là tổng mol ALA phía sau sẽ tổng bằng tổng mol ALA phía trước. Nhưng mà trong cái peptide ban đầu có mấy thằng ALA các bạn? Nhìn vô đây nè, nhìn công thức này có mấy thằng? Có dạ, một thằng thôi. Đúng không? Trong peptide này chỉ có một đứa. Nên là số mol ALA trong peptide ban đầu nó bằng luôn số mol peptide. Nó giống giống như cái kiểu như là cái thằng amin đơn chức có một nguyên tử nitơ, nên là số mol nitơ bằng số mol ALA. Đúng chưa? Hoặc là SE đơn chức có nghĩa là có một nhóm COO, vậy thì suy ra số mol của nhóm COO bằng số mol của SE. Được chưa? Thì đây cũng vậy. Còn nếu như là hai thì sao? Nếu như hai thì sao? Thì mình sẽ lấy số mol ALA mình chia hai. Tại vì mình cứ theo gì? Một pep có hai, ví dụ hai thằng G đi ha. Đúng không? Nếu như các bạn có số mol G, giả sử số mol G 0.1. Cái này giả sử ha. Giả sử số mol G 0.1 để tính ra số mol của peptide thì mình lấy 0.1 nhân 1 chia 2. Đúng không? Vậy đây là 0.05. Được chưa? Thì nếu mà mình không biết các bạn cứ viết cái này ra dùng quy tắc tham suất là mình sẽ làm được. Được chưa? Chứ mà nhẩm, tại vì ngay cả những bạn mà giỏi nhẩm hồi coi chừng sai ha, nên làm gì cũng phải cẩn thận. Còn nếu mình cảm thấy không chắc, mình viết cái đó ra. Được chưa? Thà là hơi chậm một chút nhưng mà đúng, còn hơn là làm nhanh xong sai ha. Tại vì làm nhanh mà sai thì cũng không có điểm. Được chưa? Nên phải cẩn thận xíu. Rồi vậy ở đây, vì trong cái peptide này anh còn đó anh không
Ủa anh bị văng là lúc nào vậy các bạn? Dạ 7-8 phút chứ. Thật luôn. Đang ỉa là lên nó. Đang nói lúc nào vậy? Lúc mà là nói tới anh. Ủa tới đây thôi hả? Đúng rồi. Đó gọi là trời. Thì đúng rồi anh. Bị văng hoài. Rồi vậy chỗ này ha, tại vì trong cái bé tiếp này có một thằng ala thôi nên là số môn ala bằng số môn bé tiếp được chưa. Tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng bảo toàn môn amino acid khác. Thì ở đây bảo toàn môn amino acid là thằng gly, thì số môn gly ban đầu là bao nhiêu nè? Có phải số môn của bé tiếp là 0.5 để mình tính ở chỗ này đúng không? Mình lấy 0.5 mình nhân 2, bởi vì trong cái bé tiếp này có hai thằng g nên là số mol gly sẽ là 0.5 nhân 2. Đây là số mol gly ban đầu. Được chưa? Bằng tổng số mol của gly lúc sau. Để lúc sau nằm ở đâu nè? 0.2 nhân 1, bởi vì trong cái peptide này nó chỉ có một thằng g thôi. Được chưa? Tiếp tục 0.3 nhân 1, trong peptide này cũng có một thằng g, một thằng gly à. Rồi anh đặt cái số mol chỗ này là ít. Được chưa? Là số mol đó chỗ ít, vậy thì các bạn cho hai cái này bằng nhau các bạn sẽ tìm được ít. Ha? Tiếp tục là bảo toàn mol valine. Thì số mol valine ban đầu sẽ là 0.5 nhân 1. Đúng không? Có một thằng V thôi. Bằng tổng số mol của V lúc sau. Lúc sau là nhiêu? 0.3 nhân 1. Đúng không? Cộng Y. Nghe chưa? Thì mình sẽ tìm được Y. Y ở đây là sẽ là 0.5. Hả? Hả? Có cái bạn gì trong mét bạn nhắn trong chat rồi anh. Sao bây giờ? Để anh xíu nha. Hỏi anh có đang nói không? Anh đang nói đó em. Ở này lại bạn nhắn từ hồi lúc nào vậy? Chắc là hồi nãy rồi đúng không? Dạ cỡ 30 giây trước á. 30 giây. Tận 30 giây đó. Ủa thì bây giờ còn dần nghe được anh nói cho em. Còn những lớp nè. Vy nghe được anh nói không Vy? Ủa bạn khác nghe được đúng không? Dạ, ngon lành anh ơi. À. Vậy Vi, chắc mạng của Vi bị sao rồi? Rồi, dạ nói tiếp ha. Rồi, thì chỗ này các bạn sẽ tìm được ít với Y, là số môn của Ly với Valin chỗ này. Được chưa? Anh ơi, Vi nó ba là nó vẫn không nghe anh nói gì hết, nãy giờ luôn. Từ đầu giờ luôn hả? Dạ không, lúc mà anh văng ra xong anh vô lại là từ phút đó là nó không nghe được nữa. Vậy hả? Ở vậy vi ao ra xong rồi vô lại giúp anh thử xem. Tại mấy bạn khác mà nghe được thì mà Vi không nghe được thì có thể là do bên ứng dụng của Vi rồi. Đó, em kêu bạn Vi ao ra xong rồi vào lại ha. Thôi mình cố gắng đi. Ngày tháng 10 rồi. Tháng 1 là mở lại trường học rồi. Cố gắng tiếp ha. Rồi, ở đây các bạn tìm được ít với Y tháng 1. Tháng 1 á. Trời ơi, dạ. Ừ, là tôi bay hết học kỳ 1 luôn đó. Đó, ra được ít với Y rồi. Các bạn sẽ tính được khối lượng M ha. Người ta hỏi giá trị M là tổng khối lượng của glycine với valine. Đúng không? Thì mình sẽ lấy 75 là M lớn của này nhân 0.5 là số mol của glycine, cộng với 117 là M lớn của valine nhân với lại 0.2 là số mol của nó là xong. Được chưa? Rồi. Đó, câu 27. Thì câu 27 này toàn bộ là chỉ sử dụng cái phương pháp đầu tiên thôi chứ không có gì hết trơn á. Ha. Rồi đó, để các bạn coi. Nên là gặp mấy cái bài mà thủy phân như thế này thì chúng ta nhớ liền đến cái phương pháp đó. Ha. Còn một số bài thủy phân mà nó phức tạp lắm, những bài nâng cao thì tự tính. Rồi, đi tiếp ha. Nếu mà không ai thắc mắc gì. Được chưa? Được hết đâu nè. Đi tiếp ha. Dạ được con ơi. Rồi, qua hả bạn. Rồi, tiếp tục câu 31. Anh ơi, bạn cũng không nghe được anh ơi. Vậy hả?
Vậy thì nếu vậy thì chắc là để tí nữa anh up cái này lên, xong rồi anh gửi cái bài này cho em vậy. Hơn hơn nói bạn là vậy đi, chứ giờ anh cũng biết sao hết trơn ha. Dạ. Chứ nói đến vụ đó anh bó tay, anh đâu có nhúng tay qua bên máy bên kia được. Rồi câu 31 nè. Tỷ phân hết M gam tetrapeptide 4 hàng ala ha. Thu được hỗn hợp gồm cái mớ này, giá trị M là, rồi cái câu này cũng làm giống như hồi nãy, đúng không? Anh nói lại luôn ha. Ở đây sẽ có 4 thằng ala. Được chưa? Tỷ phân thì chúng ta sẽ thu được hỗn hợp gồm ala. Ala ở đây là nhiêu? Là 28,48 chia cho 89. Nhớ mà lớn ha, không nhớ là không làm được đâu. Không với 32 nè. Tiếp tục là dipeptide ala ala. Đúng không? Thì cái này sẽ lấy 32 chia cho 89 nhân 2 trừ 18. Không biết 5. À, không biết 21. Này biết không vậy? Biết tính đúng không? Nhớ nè. Ở đây là một cái dipeptide. Mình muốn tính số mol, các bạn sẽ lấy khối lượng chia cho m lớn. Mà m lớn của một peptide thì hồi nãy giờ mình đã làm rồi. Nó sẽ bằng tổng m lớn của các amino acid. Có nghĩa là 89 nhân 2 bởi vì có hai thằng ala. Nên là 89 nhân 2 trừ đi n trừ 1 nhân 18. Thì ở đây có hai amino acid nên là 2 trừ 1 bằng 1 ha, vậy là 18 nhân 1. Được chưa? Các bạn sẽ tính được số mol. Tiếp tục là một tripeptide. Số mol là 0.12 mol. Được chưa? Theo công thức cũng giống như bên kia mình làm ha. Và công thức là gì? Đó là 89 nhân 3 trừ đi 18 nhân 2. Được không? 89 nhân 3 trừ 18 nhân 2. Bởi vì có 3 amino acid là ala. Rồi lấy 3 trừ 1 bằng 2, lấy 18 nhân 2. Ok ha. Rồi. Vậy khi các bạn tính được số mol hết trơn rồi thì mình sẽ dùng bảo toàn amino acid thôi. Không có gì hết. Tổng số mol thằng ala ở phía sau phản ứng bằng gì nè? 0.32 cộng với 0.2 nhân 2. Nhớ nhân nha. Ở đây có hai thằng ala là tiếp tục cộng với lại 0.12 nhân 3. Được chưa? Rồi các bạn sẽ tính được chỗ này là 1.08 nha, 1.081. Rồi. Sau khi mà có số mol ala rồi, các bạn có thể tính được số mol của cái tetrapeptide này. Có phải các bạn thấy là một thằng peptide là có 4 thằng ala không? Đúng không? Mà số mol của ala là 1.08 thì mình nhân chéo chia ngang. Được chưa? Nhân chéo chia ngang thì ra số mol của peptide là 0.27 mol. Để có số mol peptide rồi, tính được khối lượng peptide bằng cách là lấy số mol peptide nè. Là 0.27 nhân với m lớn của nó. Mà m lớn của một cái tetrapeptide này tính sao? Giống như nãy giờ mình làm ha, là 89 nhân 4 trừ cho 18 nhân 3. Được chưa? Tổng m lớn của cái amino acid có 4 thằng ala nên sẽ là 89 nhân 4 trừ cho n trừ 1 nhân 18. Thì đây n trừ 1 3. Rồi, là xong, bấm cái bập nó là ra. Được ha? Rồi, tiếp tục ha các bạn. Ai thắc mắc gì không nè, không thì anh đi tiếp. Dạ, không. Rồi, câu 32. H là một hexapeptide. Mình tới biết hexa là mấy, hexa là 6. Được chưa? H là một hexapeptide, tức là một cái peptide có 6 amino acid, 6 cái gốc amino acid nối với nhau. Hay nói rõ hơn là 6 gốc alpha amino acid nối với nhau. Các bạn nhớ là khi đã đụng với chữ peptide thì cái amino acid phải ở dạng alpha. Nhắc lại alpha là sao? Alpha tức là các amino acid có COH với NH2 cùng gắn vào một C. Hiểu không? Là cái dạng này. Đây là cái dạng này đây. COH với lại NH2 nó cùng gắn vô một C thì đó là
đó là alpha aminosid, còn cái thằng còn lại nó nối với cái gì đó cũng được, kệ nó, được chưa? Rồi đó là alpha aminosid ha. Vậy khi đã đụng tới thằng peptide thì mình phải nhớ đến chữ alpha. Thì hexapeptide có nghĩa một peptide có 6 gốc alpha aminosid, được chưa? Được tạo thành từ một loại aminosid ít, nhưng mà lúc này người ta không có cho, người ta không cho mình biết cái loại aminosid này là gì. Người ta nói phân tử của ít là cái phân tử của aminosid nè. Đọc kỹ ha, tại nhiều bạn đọc đọc chớp chớp bớt cái xong rồi cái nhìn cái xong rồi nói là trời ơi, gì mà cho phân tử của peptide, không phải, người ta nói ít ít là gì đây, ít là aminosid mà. Để cho vậy phân tử cái aminosid này chỉ chứa một thằng NH2 và một nhóm COH. Vậy lúc này mình sẽ khu trú nó lại nha các bạn. Tại thường á một NH2 một COH mà mình học ba cái à, là gly, ala với lại valin. Nếu mà mình học có ba cái thôi. Giả sử như mình không biết làm sao hết thì mình sẽ như thế nào? Các bạn thấy nè, sau khi mà thủy phân á, sau khi thủy phân đúng không? Mà các bạn thấy là người ta thu được một đống cái peptide nè. Và giả sử như cái phần ở phía trước này mình không biết làm sao hết thì giờ mình làm sao? Các bạn lấy đại một cái giá trị, ví dụ ở đây anh thấy cái đi peptide này thấy không? 39,6 gram đi peptide. Các bạn lấy thằng này, sau các bạn chia m lớn của cái đi peptide tạo từ thằng gly, rồi đi peptide tạo từ ala, đi peptide tạo từ va. Rồi các bạn có ba cái mình thế vô coi cỡ nào ra số đẹp. Hiểu không? Tức là giả sử cái dữ kiện ở trên này mình không biết làm sao hết, tức là bạn không tìm được cái amino acid đó. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là những cái loại amino acid có một COH, một NH2 mà mình học là chỉ có ba đứa thôi. Gly là 75, ala là 89, còn va là 117. Đúng không? Có ba cái thôi. Vậy lúc đó mình sẽ làm gì? Mình thế thử đáp án, thế thử ba thằng đó vô, coi thằng nào ra số mol đẹp thì các bạn lấy. Hiểu chưa? Đó là anh chỉ cái mẹo ha. Tất nhiên mình vẫn biết làm chứ, bài này dễ ẹt mà sao không biết làm. Rồi. Tiếp tục người ta nói tổng khối lượng của nitơ và oxy trong ít chiếm 61,33%. Đó, bây giờ mình phải xử lý cái dữ kiện này. Vậy bây giờ anh đặt đại ha, đặt là RCOOH với lại NH2. Được không? Một nhóm COH, một nhóm NH2 mà. Rồi vậy các bạn nhìn vô công thức này nè. Người ta nói là phần trăm của oxy và nitơ. Đúng không? Người ta nói phần trăm của oxy và nitơ là 61,33%. Được chưa? 61,33%, hay nói cách khác đó là 0,6133. Tại 61,33% cái dấu phần trăm này ý nghĩa là gì? Có nghĩa là chia cho 100. Mà 61,33 mà chia cho 100 thì nó là 0,16133 chứ gì nữa. Được chưa? Nên là khi mà các bạn nhìn thấy dấu phần trăm này, các bạn có thể chuyển nó thành cái con số như thế này. À, thứ nhất là bấm tính cho nó nhanh. Thứ hai nữa, tại vì có rất là nhiều bạn có một cái thói quen kỳ lạ, đó là cứ thấy dấu phần trăm xong lúc bấm máy tính bỏ luôn cái dấu phần trăm của người ta đi, bấm quạt ra. Những cái thói quen kỳ lạ lắm ha. Thực ra cái này không có trách được, tại do đó giờ mình quen á, hồi nhỏ là mình học vậy. Tại vì hồi nhỏ nhiều khi là các bạn làm như vậy để cho dễ làm, bây giờ mình lớn rồi có những cái phần phức tạp hơn. Nên là thôi anh chỉ các bạn là cứ thấy dấu phần trăm á, các bạn chuyển cái này thành cái con số như thế này đi. Được chưa? Thì mình sẽ không bấm sai. Ha, chứ mà để phần trăm cái nhiều bạn quên bấm phần trăm. Được chưa? Và có một cái nữa là mình để như vậy mình bấm máy tính sẽ nhanh. Ha, các bạn cần bấm chấm 6133 là máy tính nó hiểu. Chứ mà các bạn ngồi bấm 61,33 cái bấm thêm dấu phần trăm là mình phải bấm shift. Shift nữa nó rất là mệt. Ha? Rồi đó, mình chỉ cho các bạn cách để bấm máy tính cho nhanh. Rồi, bây giờ mình phải xử lý chỗ này. Cái phần trăm khối lượng của oxy nitơ mình tính như thế nào? Thì phần trăm khối lượng của oxy nitơ có phải là bằng khối lượng của O cộng khối lượng N chia tổng khối lượng của phân tử, đúng không? Bằng khối lượng O cộng khối lượng N chia tổng khối lượng phân tử. Vậy khối lượng O tính như thế nào? Trong cái phân tử này có phải có hai oxy không? Đúng không? Vậy là 16 nhân 2. Được chưa? Trong phân tử này có một nitơ đúng không? Như vậy là 14 nhân 1. Được chưa? Chia tổng M lớn của amino acid. Lúc này các bạn chỉ cần ghi M, các bạn không cần phải chuyển nó thành MR hay gì hết. Tại vì nhờ có cái công thức đó các bạn sẽ tính được M. Rồi tính giùm anh cái M là như, tại mình thuộc M lớn amino acid rồi nên các bạn không cần phải chuyển nó thành MR cộng cái gì nữa ha. Phiền lắm. Này tính luôn.
Rồi tính giùm anh coi M, cái có nghĩa M lớn là nhiêu vậy? 75 anh. 75. Trời, 75 là chắc chắn luôn, không nói nhiều. Đúng không? Đó nên là mình thuộc M lớn sẽ rất là lợi. Các bạn không thuộc M lớn nhìn vô 75 mình đố biết thằng nào. Đúng không? Tính ra M lớn 75 chắc chắn là người ly. Được chưa? Như vậy phần còn lại mình từ long được. Được chưa? Phần còn lại là gì? Rồi ly. Đúng không? Là hexapeptide H. Đúng không nè? Hexapeptide H tạo từ 6 gốc rồi ly. Rồi, mình cho thủy phân ha. Bạn thu được cái gì đây? Thu được pentapeptide là ly nam đúng không? Rồi gì nữa? Một tetrapeptide là ly 4, 4 thằng ly. Tripeptide, dipeptide với lại thằng X. Rồi đó. Được chưa? Rồi thế 6 mol vô, tính 6 mol ha, tính 6 mol thế vô rồi dùng bảo toàn amino acid giống như câu ở trên. Thì chưa giống như nãy giờ anh sửa các bạn là xong. Đó, thì câu này chỉ vậy thôi. Ok không? Rồi, anh chờ xíu cho các bạn coi ha. Rồi, tiếp theo các bạn, thắc mắc gì nè. Dạ không. Rồi. À, thắc mắc thì la lên nha chứ đừng nghe bạn nói không cái xong mà mình ngại hay gì nha, không các bạn có thể nhắn tin qua phần mess để anh có thể giảng. Tại mua bạn. Nhiều bạn ngại á. Cái có bạn là nhắn anh là sao anh đọc tên em ra em ngại thì ok thì ngại cũng được, bạn nhắn qua mess cũng được, nhưng mà nói là đừng có vậy nha, đừng có ngại. Tại sao là g đúng không? Thì ở đây nè, người ta nói là thủy phân m gam h, mà h người ta cho là một hexapeptide, hexa là 6 amino acid ha, cho nên là anh viết như thế này. Được chưa? Tại H là một hexapeptide tạo từ hàng gờ ly, như vậy thì trong cái peptide này sẽ có 6 hàng gờ ly. Rồi, ok chưa? Rồi, đi tiếp ha. Câu 38. Cho 20.3 gram glyalagly tác dụng với 500 ml dung dịch cao H cô cạn thì thu được m gam chất rắn. Giá trị M là. Rồi đối với những cái câu mà đề bài cho thủy phân cái thằng peptide trong dung dịch cao H hoặc HCl thì mình quay lại chút xíu ha. Ở đây anh có cho các bạn ghi rồi nè. Đối với những cái bài mà nãy giờ mình làm, mình toàn làm bảo toàn môn thôi là xong. Được chưa? Nhưng mà đối với những cái bài mà người ta kêu là thủy phân trong axit hoặc bazơ thì lúc này đầu tiên các bạn ấy cho, bạn viết cái sơ đồ á, cho nó thủy phân trong nước để tạo ra các amino acid trước. Rồi sau đó cho các amino acid này tác dụng với HCl hoặc là NaOH theo đề bài. Thì chơi tương tự như là phải ước acid bazơ. Thì cái này là cái cách làm bài tập hơn ha, chứ mà nói là peptide thủy phân trong nước thì nghe nó hơi kỳ. Nhưng mà cái này là cái cách làm bài tập thôi, các bạn cắt nó hết ra thành amino acid. Rồi sau đó mới cho amino acid tác dụng với HCl hoặc NaOH. Được chưa? Còn có một số bài tập phức tạp hơn của cái dạng thủy phân này sẽ có công thức để tính. Nhưng mà cái phần đó anh sẽ chỉ trong phần nâng cao. Sẽ công thức nó hơi phức tạp và những cái bài tập đó nó hơi hắc não. Được chưa? Rồi ở những mức độ cơ bản, đối với bài toán thủy phân bất tiết, các bạn cứ cho thủy phân hết ra thành amino acid. Rồi sau đó tác dụng với lại cao H nào H theo như bài toán acid bazơ. Được chưa? Rồi, vậy ở đây có thằng gly nè, ala nè. GAG đi. GAG ha.
Rồi khối lượng là 20.3, các bạn tính giùm anh coi số mol của thằng này là bao nhiêu. Tính coi số mol của Brad Pitt này. 0.1. Rồi, vậy bây giờ thủy phân cái thằng này thì các bạn có thể thuộc được Glee với lại Ala đúng không? Vậy số mol Glee tính sao? Có phải trong Brad Pitt này có hai thằng Glee đúng không? Vậy thì mình sẽ tính số mol của Glee nó giống như cách tính bảo toàn amino acid này á, là lấy 0.1 nhân nhân 2. Thì có hai thằng Glee mà, vậy lúc này số mol Glee sinh ra sẽ là 0.2. Tương tự trong peptide này có một thằng Ala nên số mol Ala sinh ra là 0.1. Được chưa? Rồi lúc này các bạn mới cho hỗn hợp này tác dụng với KOH, số mol KOH là 0.5. Thu được ha. Thì các bạn thu được muối, đúng không? Thì có thể các bạn sẽ ghi công thức của muối ra. Tại vì thằng các bạn có thể ghi như thế này. Anh chỉ các bạn hai cách ghi ha. Các bạn có thể ghi như thế này. Đó, các bạn ghi như vậy. Sao không được hết trơn á. Rồi, đây là cách thứ nhất. Còn không các bạn ghi như thế này thôi. Ghi vậy cho nó gọn, hiểu không? Ghi vậy, ghi như vậy cho nó gọn ha. Rồi như vậy thì anh sẽ ghi cái kiểu thứ hai. Nhưng mà hai cái kiểu này là như nhau ha. Tức là anh ghi vậy có nghĩa là như thế này nè. Hiểu không? Cái kiểu ghi này là anh chế ra để cho anh dễ làm bài tập, lúc mà làm trắc nghiệm á, mình làm cho nó nhanh. Chứ mà lúc mà làm tự luận hay là nộp bài cho thầy cô đừng ghi về nha. Hiểu không? Cái này anh chế đó, anh chỉ các bạn để mà làm bài trắc nghiệm cho nó nhanh. Còn nếu mà làm tự luận bình thường mình sẽ viết công thức này ra đàng hoàng. Hiểu chưa? Rồi như vậy anh viết cái kiểu phía sau để cho nó gọn cái bài toán cho nó nhanh nữa. Rồi, vậy sản phẩm các bạn thu được là muối kali của Glee. Của glycine. Cái thứ hai là muối kali của alanine. Vậy số mol muối nó sẽ bằng số mol amino acid luôn. Ở đây có 2 mol, đây có 1 mol. Đúng không? Rồi, mà gì? Cái thằng Glee có 1 COH, thằng Ala cũng có 1 COH. Nên là số mol KOH phản ứng với Glee cũng là 0.2. Số mol KOH phản ứng với Ala cũng là 0.1. Đúng không? Tại vì trong cái công thức, trong cái biện công thức của Glee và Ala đều có 1 COH thôi. Nên số mol KOH phản ứng với tụi nó cũng chính bằng số mol của amino acid luôn. Được chưa? Mà các bạn thấy đẹp bài cho KOH 0.5 mol. Đúng không? Vậy suy ra KOH dư nó sẽ là 0.5 trừ 0.5 trừ 0.2 trừ 0.1. Thì 0.2 là số mol KOH phản ứng với thằng Glee. Rồi 0.1 là số mol KOH phản ứng với Ala ha. Thì nó sẽ ra 0.2 mol. Được chưa? Tại sao anh tính KOH dư? Bởi vì đề bài nói thu được m gam chất chất rắn, mà nhớ rằng khi đề bài nói khô cạn mà lại thu được chất rắn thì nhớ trong chất rắn nó phải có muối tạo thành và KOH hoặc nào hoặc dư. Được chưa? Rồi đó, thì sau khi mà mình xác định xong các bạn sẽ tính được giá trị m. M tính ra sẽ là số mol của muối glyca ha. Số mol tính ra số mol sẽ bằng xin lỗi, khối lượng sẽ bằng số mol nhân m lớn. Mà lớn muối này tính sao các bạn? Thằng Glee là 75. Đúng không? Kali là 39. Nhưng mà thực tế thì như thế nào? Có phải là muốn tạo thành cái muối đó đó? Muốn tạo thành muối đó có phải là đã cái axit đó đã bị mất đi thằng H? Đúng không? Axit đó bị mất đi thằng H mà gắn thằng Kali vô. Vậy mình sẽ trừ 1 và cộng 39, có nghĩa là mình cộng 38. Còn nếu mà gắn natri vô thì mình cộng 22, đúng không? Cái cách muối này thì anh đã chỉ các bạn mấy lần rồi. Được chưa? Rồi, cộng tiếp cho 0.1 nhân 89 cộng 38 cộng 0.2 nhân 56. Ok chưa? Rồi đó, xong. Nghe tính được giá trị m rồi. Rồi đó xong rồi.
cái khúc phương trình gì vậy em? Các bạn hỏi anh đó. Khúc phương, khúc mà phương trình được không? Khúc GAG, à là khúc này á hả? Rồi như vậy ở đây cái peptide ban đầu của mình là gly ala gly, đúng không? Thì mình đổi số mol ra 0.20.3 gam, đổi ra thành số mol là 0.1, tại vì mình lấy khối lượng mình chia cho m lớn. Thì m lớn thằng này nãy giờ mình tính rồi ha, tính theo công thức peptide á, nhớ không? Thì khi mình cho tác dụng với lại KOH, nhất là khi mà cho peptide hoặc là peptide mà tác dụng với KOH, NaOH hoặc là HCl, thì mình nhớ là các bạn cho cái thằng peptide này thủy phân hay là mình cắt nó ra thành các amino acid trước giùm anh, rồi sau đó mới cho các amino acid này tác dụng với KOH hoặc HCl. Vậy chưa? Vậy đầu tiên, cái bước đầu tiên mình cho nó cắt ra thành các amino acid nè. Vậy một thằng GAG này nè, nó sẽ tạo ra gly với lại ala, đúng không? Số mol thằng này 0.1, mà trong cái công thức này nó có hai thằng G, cho nên số mol gly sẽ là 0.1 × 2. Tương tự là có một thằng ala nên là 0.1 × 1. Rồi sau đó mình cho cái hỗn hợp này tác dụng với lại KOH. Được chưa? Thì cái bài toán mà tác dụng KOH nó giống như bài toán acid base mà lần trước mình học. Rồi được chưa em? Rồi các bạn nào thắc mắc gì nữa nè? Ok ha. Rồi đi tiếp ha các bạn. Không còn mấy bài à? Còn 4 bài đúng không? Rồi, kịp nè. Rồi, câu 47. 15 gam glycin tác dụng vừa đủ với 8.9 gam alanin thu được m gam hỗn hợp tripeptide mạch hở. Giá trị m là. Rồi đối với những cái câu này, từ bắt đầu từ câu 45 trở xuống là những cái bài tập thủy phân hoặc là trùng ngưng peptide trong môi trường nước thôi ha, chứ không có cao H hay là NaOH hay HCl gì trong đó hết. Được chưa? Thì đối với những cái dạng bài tập này thì chúng ta nhớ có phương pháp bảo toàn khối lượng, đúng không? Đây nè, anh có ghi thủy phân trong nước này, thấy không? Thì mình có nhớ tới cái bảo toàn khối lượng. Tại sao có bảo toàn khối lượng này? Bởi vì các bạn luôn luôn có cái phương trình gì, các amino acid trùng ngưng thì sẽ thu được peptide và tách ra các phân tử nước, đúng chưa? Rồi có gì nữa? Có peptide mà thủy phân trong nước, tức là tất nhiên có xúc tác của acid base hoặc là enzyme ha, để tạo ra các amino acid. Được chưa? Thì dù là phương trình nào đi nữa thì các bạn luôn luôn có bảo toàn khối lượng là như thế này, được không? Rồi đó. Và cái thứ hai nữa đó là cái mối liên hệ giữa số mol nước với lại số mol của amino acid, là mol nước chia mol amino acid bằng n trừ một chia n, thì để chúng ta tìm n đó ha. Rồi để quay lại câu này, câu 47. Thì câu này không phải là câu thủy phân mà là một câu trùng ngưng, có nghĩa là có hàng ly, có hàng ala, đúng không? Trùng ngưng ra peptide cộng nước, được chưa? Ra peptide cộng nước. Rồi vậy bây giờ nè, đầu tiên ha, để tìm được cái khối lượng, người ta nói khối lượng hỗn hợp m gam hỗn hợp peptide, có nghĩa là các bạn cần phải tìm được khối lượng chỗ này, đúng không? Các bạn cần phải tìm được khối lượng của đó. Bây giờ muốn tìm được khối lượng chỗ này, các bạn phải có được khối lượng của nước thì mình mới bảo toàn khối lượng được. Có phải mình có biểu thức biểu thị m nước thì bằng m amino acid trừ m peptide, đúng không? Đúng không? Hay nói cách khác là anh chuyển vế đổi dấu lại ha, thì có phải khối lượng của peptide nè nó bằng của khối lượng amino acid trừ khối lượng nước không? Đó là bảo toàn khối lượng. Vậy muốn có khối lượng peptide, các bạn phải có khối lượng amino acid và khối lượng của nước. Mà khối lượng amino acid nó thường có rồi, đúng không? Có rồi đấy nè. Đấy, để cho sẵn luôn rồi, kiếm đâu ra nữa, đúng không nè? Rồi trừ được khối lượng nước, bây giờ mình phải tìm được khối lượng nước, được chưa? Mình phải đi tìm khối lượng nước. Rồi vậy muốn tìm khối lượng nước, các bạn sử dụng cái mối liên hệ ở thứ hai đó.
là số mol nước chia cho số mol của amino acid bằng N trừ 1 chia N. Các bạn sử dụng cái mối liên hệ này để mà làm. Ha, đơn giản lắm. Rồi ở đây thì ta thế số vào thôi. Đúng không? Thế số vô ha. Số mol nước có phải là bằng nè, N là bằng bao nhiêu? Người ta nói hỗn hợp gì các bạn? Tripeptide. Đúng không? Hỗn hợp này là hỗn hợp tripeptide, có nghĩa là số amino acid trong peptide là mấy? Là 3. Ha, vậy trong trường hợp này N sẽ bằng 3, có nghĩa là bạn thấy ở đây 3 trừ 1 chia 3 nhân số mol amino acid. Được chưa? Mà số mol amino acid tính từ đâu? Nó là tổng số mol của hai đứa này. Đúng không? Tại vì cái chỗ mà amino acid này tức là tổng cộng luôn. Được chưa? Nó là tổng cộng. Vậy lúc này các bạn sẽ tính cái số mol amino acid bằng tổng số mol của Gly cộng số mol của Ala. Ok chưa? Yeah. Rồi tính số mol được không? Được. Tính được chứ. Đúng không các bạn? Số mol Gly ở đây là 0,2 mol, mình lấy 15 chia 75. Ha. Rồi, số mol của Ala là 0,1, mình lấy 8,9 chia 89. Được chưa? Thì các bạn sẽ thế vô, nó sẽ là 2/3 nhân với lại 0,2 cộng 0,1. Rồi, vậy nó ra 0,2 mol. Chỉ có 0,2 mol nước rồi, đúng không? Rồi các bạn thế vào phương trình này. Vậy suy ra khối lượng peptide bằng tổng khối lượng của amino acid 2 là 15 cộng 89 này, trừ đi 18 nhân 0,2 rồi xong bài. Các bạn không cần phải tìm công thức của peptide này nó là cái gì hết, mình không biết và mình không cần biết, tại vì người ta nói hỗn hợp làm sao mình biết được tụi nó là gì. Được chưa? Đối với những cái bài thủy phân hoặc trùn ngưng peptide thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái phương pháp này. Thứ nhất là bảo toàn khối lượng, thứ hai là cái tỷ lệ mol. Được chưa? Tỷ lệ mol của nước với là amino acid. Rồi, ok chưa? Bạn chờ xíu ha. Rồi, đi tiếp ha các bạn. Tiếp ha. Ok. Mà thắc mắc thì đi tiếp. Câu 52 cũng làm giống vậy. Ha. Còn thực hiện tổng hợp tetrapeptide từ cái mớ này để cho số mol hết trơn rồi. Thì đầu tiên các bạn sẽ tính được số mol nước đúng không? Số mol nước chia số mol của amino acid thì bằng N trừ 1 chia N. N. Được không? Rồi. Vậy mình thì sẽ thế vào. Các bạn sẽ thế số mol vô. Thế số vô. Suy ra số mol nước bằng gì? N đây bằng 4. Tại vì người ta nói tetrapeptide, tetra là 4 amino acid có trong peptide này. Vậy N bằng 4 ha. Vậy mình thế N bằng 4 vô, các bạn sẽ ra được 3/4 nhân với lại số mol amino acid. Mol amino acid là nhiêu? Là tổng số mol của các amino acid này luôn. Đúng không? Nghĩa là 3 cộng 4 cộng 6. Được chưa? 3 cộng 4 cộng 6. Rồi. 3, 4, 6, 13. Số gì xấu? Xấu gì vậy? Kể nó ha. Rồi vậy số mol của nước sẽ là 9,75 mol. Được chưa? Rồi từ đó các bạn sẽ tính được khối lượng của peptide ha. Nó bằng M của amino acid trừ đi M của nước. M amino acid tính sao nè? 3 mol Gly đúng không? Vậy là 75 nhân 3. 4 mol Ala vậy là 89 nhân 4 cộng với lại 117 nhân 6 trừ đi 18 nhân 9,75. Rồi đó, các bạn sẽ tính được khối lượng của peptide là xong. Đó. Đó.
cái bài này thực ra là nó cũng nhìn nó dễ nhưng mà nó hơi xàm. Nói chung là toàn bộ những cái gì mà anh chỉ các bạn đó, nó mấy bài tập này nó hơi xàm tí, nhiều bài xàm quá. Tại trong thực tế không ai làm gì hết. Các bạn biết là để tổng hợp ra một cái bài tiếp đó phải cần rất là nhiều cái giai đoạn và nó rất là phiền phức luôn. Các bạn tưởng tượng là hình như năm bao nhiêu, 19 bao nhiêu anh quên rồi. Có một cái nhóm nhà khoa học, người ta như là ông Mary Field thì phải, ông tìm ra phương pháp để tổng hợp test tiếp các bạn. Các bạn thấy một cái câu bài tập có 2 dòng, 3 dòng, thực hiện tổng hợp vậy thôi đó, nhưng mà nó rất là khó. Cái ông Mary Field, ông đã tìm ra được phương pháp để mà tổng hợp test tiếp đó, ông được giải Nobel luôn á. Tức là tới cái mức mà được giải Nobel luôn là các bạn biết là nó khó cỡ nào ha. Còn mấy bài mà đốt cháy bếp tiếp nó còn hoàng hoại dữ nữa. Tổng hợp một cái bếp tiếp phải cần tới mấy triệu bài, có thể lên cả chục triệu ít cái đem đốt. Nên là làm thì làm để mà kiểm tra, để mà thi ha. Nhưng mà mình cũng nên biết thực tế chút xíu là không ai xài hết trơn, không ai làm gì hết. Được chưa? Rồi đó, con 52. Rồi, chờ xíu các bạn thắc mắc gì ha. Rồi, được chưa các bạn? Đi tiếp ha. Dạ được rồi anh ơi. Rồi, tiếp ha. Rồi. Ok, con 57. Thì cái dạng bài toán đốt cháy bếp tiếp này hôm qua anh có nói, để mà nói sơ sơ thôi để các bạn có thể suy nghĩ ha. Thì đối với những cái bài toán đốt cháy bếp tiếp cơ bản này thì mình chỉ nhớ giùm anh hai cái bảo toàn thôi, một bảo toàn carbon, thứ hai là bảo toàn nitơ, được chưa? Còn bảo toàn hydro, bảo toàn oxy nó không có đúng hoàn toàn nữa, tại vì trong quá trình mà tổng hợp nên cái bếp tiếp từ cái amino acid thì nó có tách nước ra. Nên là cái bảo toàn bếp tiếp, bảo toàn hydro, bảo toàn oxy từ cái amino acid nó không còn chính xác. Được ha. Rồi, bây giờ mình nhớ là có hai thằng này trước thôi, còn những cái phần kia là anh sẽ đưa vào phần nâng cao. Câu 57, thủy phân một tuy bếp tiếp ít, sản phẩm thu được chỉ có alanin. Đốt cháy M gam ít thì thu được 1,05 gam nitơ, giá trị của M là. Rồi, vậy ở đây đề bài hỏi là khối lượng của bếp tiếp. Đúng không? Đề bài hỏi khối lượng của bếp tiếp. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ sử dụng cái gì đây? Người ta cho khối lượng của nitơ, đúng không? Tức là khối lượng của N2. Được chưa? Khối lượng của N2. Thì lúc này các bạn sẽ bảo toàn nitơ ha. Rồi, anh ghi công thức là số mol của amino acid nhân với lại số N của cái amino acid đó ha. Số N của cái amino acid đó bằng gì? Bằng 2 lần số mol của N2. Được chưa? Rồi, vậy mình suy ra ha. Tại sao có cái điều này? Tại vì mình toàn bộ cái lượng nitơ có trong bếp tiếp thì nó cũng giống như là lượng nitơ có trong amino acid thôi. Thì toàn bộ cái lượng đó nó sẽ chuyển thành N2 hết. Được chưa? Rồi, tiếp tục ha. Vậy số mol của amino acid là bao nhiêu nè? Có phải bây giờ anh đặt các bạn, anh đặt số mol của bếp tiếp là x đi.
thì các bạn sẽ có ít mol peptide, mà trong peptide này nó có 3 cái amino acid và anh sẽ lấy ít nhân 3 để anh ra được số mol amino acid. Được chưa? Tại anh đặt cái số mol của peptide là ít thì số mol của amino acid sẽ là ít nhân 3. Được chưa? Mà các amino acid này là gì? Là ala. Mà trong ala thì chỉ có một thằng N thôi. Trong ala chỉ có một thằng N nên là anh nhân 1. Được chưa? Tức là số mol của amino acid nhân với số nitơ trong cái amino acid đó. Rồi bằng gì? 2 nhân số mol của N2, số mol N2 các bạn tính coi là bao nhiêu? 1.05 chia 8 ha. Thì số mol N2 là 0.0375. Thì từ đó các bạn sẽ tìm được ít. Được chưa? Bạn sẽ tìm được ít là 0.025. Vậy khi mà các bạn có được số mol của peptide rồi, có số mol peptide rồi, các bạn sẽ tính được khối lượng. Và tại vì sao này, peptide này là tạo từ các ala đúng không? Có nghĩa peptide này là A đúng không? Vậy khối lượng này sẽ là gì? Có phải là 0.025 là số mol nhân với m lớn là 89 nhân 3 ha, trừ cho 18 nhân 2. Được chưa? Là xong. Rồi, ổn các bạn. Rồi, được chứ các bạn? Rồi, được anh ơi. Rồi, anh đi tiếp ha. Rồi, câu 58. Đốt cháy hoàn toàn 0.12 mol một peptide X. Ủa, bạn đợi xíu. Ủa ngon, Huy có hỏi gì không Huy? Rồi, ok ha. Rồi, câu 58 nè. Đốt cháy hoàn toàn 0.12 mol một peptide X do N gốc glycyl tạo nên. Sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn, hấp thụ vào bình đựng nước vô trong dư thì thu được 72 gram kết tủa. Vậy bây giờ nè, cái số mol cái tủa này sinh ra từ đâu? Có phải là nước vô trong là có CaOH2, mình phải cho CO2 vào mới sinh ra cái tủa đúng không các bạn? Mà trong bài toán Este thì anh có nói rồi, đây là nước vô trong dư. Vậy dư thì sao các bạn? Khi mà có chữ dư đó có nghĩa là số mol kết tủa sẽ bằng số mol của CO2 đúng không? Khi mà mình có chữ dư ha, nước vô trong mà dư thì số mol kết tủa sẽ bằng số mol của CO2. Được chưa? Và nó bằng bao nhiêu? Bằng 0.72 mol. Được chưa? Từ đó các bạn sẽ tính được số mol của CO2. Rồi, bây giờ tiếp ha. Lúc này có liên quan đến CO2, mình sẽ sử dụng bảo toàn carbon. Anh ghi công thức bảo toàn carbon ha. Sẽ là số mol của amino acid nhân là số C có trong amino acid bằng số mol của CO2. Được chưa? Số mol amino acid nó sẽ là gì? Ở đây đề bài đã cho peptide là 0.12 mol peptide. Có N gốc gly, như vậy số mol amino acid sẽ là 0.12 nhân N. Đúng không? Rồi, tiếp theo nhân với số carbon trong amino acid này. Thằng gly có bao nhiêu carbon? Đây là lý do anh kêu bạn phải hụt á. Đúng không? Thằng gly có 2 nguyên tử carbon. Được chưa? Bằng số mol của CO2 là 0.72. Thì từ đây mình sẽ tính được N bằng 3 rồi xong bài. Đó, bảo toàn cái bộp cái là xong.
Rồi, được chưa nè. Rồi, được chưa? Rồi đó, như vậy là mình đã xong được chương Amin. Rồi, như vậy giờ còn 10 phút các bạn muốn nghỉ sớm hay là cần anh ôm lại những cái phần nào của chương Amin không các bạn? Để em xem thử nè, để xem. Rồi bây giờ có còn 10 phút đó, các bạn lật lại xem giùm anh tất cả những cái phần nào, phần bài tập, phần lý thuyết gì đó thì anh có thể giải đáp luôn, hoặc là các bạn cần anh ôn lại cho các bạn những cái phần lý thuyết trước đi. Bài tập thì các bạn có thể ngẫm nghĩ rồi coi lại được, hoặc là có thể bạn nghĩ sau. Rồi, quan trọng là lý thuyết ha. Ôm lại amino acid với lại peptide gì anh? Ôm lại amino acid peptide đúng không? Cái chủng ngân á. Khổ cái bây giờ cái file này của anh á là tại hôm bữa bị lỗi ứng dụng, cho nên là anh phải xóa cái ứng dụng nên nó mất hết file luôn. Giờ nó trống trơn, nó trắng bóc luôn nè, thấy không? Nó không còn gì nữa. Rồi thôi bây giờ tiếp không? Ôm. Có lý không? Coi coi cái gì? Cái clip YouTube á, anh lên chụp màn hình lại xong rồi anh nhắn vô. Đúng rồi anh. Thiệt luôn hả? Thì anh phải kiếm con là anh nói chỗ nào chứ hả? Nào đi bài chụp đi, Phúc ơi Phúc. Cái gì? Chụp cho ảnh đi Phúc. Thôi giờ nó cần nói về vấn đề gì, cần nói về vấn đề gì anh nói luôn nè. Cái à. Cái chùm ngân đi anh. Cái phản ứng trùng ngưng hả? Dạ đúng rồi, cái chỗ đó nó cứ cứng cứng. Nói chung nói lại cái amino acid xíu. Trùng ngưng trùng hợp. Rồi. Gì trùng hợp chỗ này? Cái gì mà trùng hợp bên polymer mà anh đang nói ở chương này mà. Mình trùng hợp không hiểu hả hay sao? Không, muốn xem lại như thế nào trùng hợp, như thế nào trùng ngưng anh quên. Rồi. Khổ ghê. Rồi bây giờ nói sơ về amino acid ha. Thôi để anh nói về, nói lại luôn đi mệt, bay lắm. Xong vài bữa nữa kêu anh không ôm amin thì em không ôm. Rồi, giờ các bạn có thể mở lại ở trang 62 ha, để mình coi lại cái phần. Tại vì sau mỗi chương á, sau mỗi bài anh luôn luôn có ghi cái phần tóm tắt kiến thức. Cái này là ưu tiên cho các bạn lắm luôn, chứ năm ngoái là không có phần này. Năm ngoái là đứa nào nghỉ học được thôi chết luôn á. Tại năm ngoái học trực tiếp mà đâu học online đâu, cho nên là nghỉ học là tiêu luôn. Năm nay là cho các bạn tiện lắm rồi đó. Nên là tất nhiên mình vẫn phải ghi bài ha, tại ghi bài thì nó chi tiết hơn, nhưng mà lỡ như mà mình có quên cái gì đó thì có phần tóm tắt kiến thức. Đây là cái phần nó không gọi là đầy đủ, nhưng nó có những cái phần rất cơ bản và bắt buộc phải thuộc. Cái này nó tóm gọn nhất rồi, các bạn nghĩ một bài sách giáo khoa nó dài tới 4-5 trang, nhưng anh tóm lại còn có 4-5 dòng là nó rất tóm gọn rồi. Thì nếu như cái này anh nói trong trường hợp mà xui thôi ha, chứ không phải là lúc nào cũng vậy ha. Lỡ như mà các bạn gấp quá, các bạn không có kịp học bài, các bạn mở ra bạn học phần này giùm anh. Thì tại vì đây là cái rất cơ bản, là tất nhiên trong quá trình học mình cũng phải tiếp thu thêm cái gì đó mình đã hiểu được rồi. Hiểu chưa? Đây là đó, các bạn có thể coi là cái phần tóm tắt kiến thức này. Thì trong phần amin á, trong phần amin thì có những cái đặc điểm. Thứ nhất là phần khái niệm thì các bạn phải nhớ nè. Khi mình thay thế nguyên tử hydro trong phân tử NH3 bằng gốc hydro carbon thì mình có được amin. Từ cái này, từ cái định nghĩa này, khái niệm này thì chúng ta nhớ có xác định bậc của amin. Nếu như amin bậc 1 có nghĩa là thay thế một nguyên tử hydro, hay nói cách khác là trong phân tử các bạn sẽ thấy có nhóm NH2. Amin bậc 2 thì có nhóm NH, amin bậc 3 thì có nhóm có mỗi nguyên tử N gắn với lại ba cái gốc hydro carbon thôi.
được chưa? Thì cái này em có nói đi nói lại rồi. Và trong cái quá trình mà các bạn làm bài tập, có những cái câu người ta yêu cầu bạn xác định số đồng phân, viết đồng phân, xác định số công thức cấu tạo của amin. Thì nhớ nè, đối với amin á, nếu như đề bài mà không nói gì, các bạn phải viết cả ba bậc, được chưa? Tại vì một số bạn cứ quên á, mình cứ viết bậc một thôi à, là mình sẽ làm sai ha. Nếu đề bài không nói gì phải viết ba bậc, nhớ cái này nha. Còn nếu như đề bài nói rõ amin bậc 2 thì chỉ viết thành bậc 2 thôi, chứ đừng có ngồi đó mà viết ba bậc, hiểu không? Nên phải đọc kỹ đề người ta có kêu nói bậc hay không, nếu mà có thì bậc mấy. Rồi rồi, tiếp tục là tính chất vật lý. Nhớ giùm anh, bốn amino acid, bốn cái amin này là tồn tại thể khí biệt thường, C3H1 lần, C3H2 lần, C3H3 lần, với lại C2H5 NH2. Chưa? Đó là bốn amin tồn tại thể khí trong điều kiện thường. Thì những thằng đó cái tính bazơ của nó sẽ mạnh hơn NH3, nên là làm mùi tím hóa xanh. Còn đối với anilin thì làm mùi tím, nó không làm mùi đổ màu bởi vì tính bazơ của nó yếu hơn NH3. Được chưa? Thì anilin nó là chất lỏng, ăn ít trong nước, nó sẽ rất là khác đối với lại những cái amin ở phía trên. Ok. Nói đến amin chỉ nhớ đến tính bazơ thôi. Coi chừng lộn thằng amin với amino acid ha. Amin là chỉ có tính bazơ thôi, được chưa? Trong chương trình mình học là mình chỉ học như vậy thôi, chứ mà sau này các bạn học sâu hơn có thể nó khác nữa. Ở lớp 12 amin, nhắc đến amin thì chỉ có tính bazơ thôi. Nếu mà bazơ thì cộng acid, nó cộng HCl, cộng HCl nhớ là cộng thẳng nó vô đây luôn. Được chưa? Gộp thẳng thằng HCl vô luôn ra RNH3Cl. Ok. Rồi có một phản ứng đặc biệt nữa là anilin tác dụng với lại dung dịch brom. Được chưa? Anilin tác dụng với dung dịch brom để tạo ra kết tủa màu trắng. Là xong. Đó. Rồi, đó là phần amin ha. Rồi, tiếp ha. Qua amino acid. Amino acid thì giờ anh để đâu? Đây. Thì nè. Đó, thì tất cả những cái gì cần phải nhớ trong phần amino acid thì đây, ở trong đây hết trơn rồi. Hợp chất hữu cơ, tạp chất, phân tử chứa nhóm amino, nhóm NH2, rồi và nhóm carboxyl. Đó, nhớ nè, amino acid mình phải nhớ cái chữ tạp chất. Có hai cái thằng tạp chất mà trong chương trình mình học, một là cái những thằng carbohydrate, được chưa? Và như các bạn cũng mới học xong, đúng không? Cũng các bạn học xong carbohydrate rồi, nhưng mà là có amin rồi, đúng không? Ờ. Là các bạn cũng sắp qua amin rồi, đằng nào cũng phải học lại cái này ha. Rồi nhớ là hai đứa tạp chất trong chương trình của mình là carbohydrate, thứ hai là amino acid, được chưa? Rồi đó, rồi, tại vì nó có nhóm NH2 và nhóm COH, vì nó có nhóm NH2 với COH nên là nó sẽ có tính lưỡng tính, được chưa? Nó sẽ có tính lưỡng tính, dù cho nó có làm quỳ tím hóa đỏ hay hóa xanh đi nữa thì nó vẫn có tính lưỡng tính. Nhớ nha, bởi vì bản thân là trong công thức nó đã có COH và NH2 rồi. Còn cái chuyện mà nó làm quỳ tím hóa đỏ, hóa xanh hay không đổi màu, đó là do cái tính nào nó trội hơn. Các bạn hiểu không? Do cái nào nó trội hơn thì nó sẽ làm cho quỳ tím nó thay đổi màu theo cái hướng đó. Thì đối với lại ba cái thằng đầu tiên, glycine, alanine với valine, M lớn là 75, 89, 117, đó có nhiều anh ghi đây hết trơn rồi đó. Nghe chưa? Số carbon của glycine là 2, alanine 3 và valine là 5. COH 1 nữa 2 là 1. Ba đứa này là ba đứa các bạn phải nhớ đầu tiên. Ha, vì có một COH 1 nữa 2 nên là quỳ tím không đổi màu. Được chưa? Glutamic thì có 2 COH 1 nữa 2. Vì axit nó trội hơn là quỳ tím hóa đỏ, còn lysine ngược lại NH2 nhiều hơn nên là quỳ tím hóa xanh. Ok ha, tính chất vật lý thì dạng ion lưỡng cực, chất rắn kết tinh này nọ các bạn học thôi. Rồi, về tính chất hóa học nãy mới nói rồi, nó sẽ có tính lưỡng tính. Thì có nghĩa là nếu như cho tác dụng với lại bazơ là NaH hoặc cao H, nó sẽ cộng vào chỗ COH, còn NH2 thì giữ nguyên, đừng có đụng gì vô chỗ NH2 hết. Ha. Còn nếu như cho tác dụng với axit thì axit sẽ đụng vô chỗ NH2 và COH thì giữ nguyên, đừng có đụng gì vô tới COH. Ok không? Đó, tính lượng tính chỉ có vậy thôi. Và một cái phản ứng nữa là phản ứng trùng ngưng. Thì đây, phản ứng, đây là một cái ví dụ ha. Đây là một cái ví dụ có hình như có trong sách giáo khoa luôn. Và các bạn thấy đây nè, cái epsilon amino caproic nè, đúng không? Cái gì là tơ dị long 6, cái này ở bên polymer chúng ta học rồi,
đúng không nè. Thì bây giờ chúng anh chỉ các bạn xong cái chiêu polymer rồi anh quay lại cái này, các bạn nhìn vô cái này bạn sẽ biết được nó là cái gì ha. Thì đối với lại cái amino acid này, amino acid nào cũng có thể tham gia vũ trùng ngưng hết, được chưa? Thì cái hợp chất tạo ra là hợp chất amid, là polyamid, nó chính xác là polyamid, được không các bạn? Nhưng mà nếu như cái amino acid ban đầu của mình là ở dạng alpha ha, là các amino acid thiên nhiên đó, amino acid thiên nhiên thì ở dạng alpha đó, thì nếu như cái ban đầu của mình là alpha thì cái sản phẩm trùng ngưng của chúng ta sẽ có một cái tên khác là peptide, được chưa? Là peptide, ok ha. Nên là peptide nó khi đã đụng với chữ peptide là phải có alpha amino acid, luôn luôn như vậy ha, nhớ peptide là phải có chữ alpha amino acid. Rồi đó thì bây giờ phải ứng trùng ngưng, nhắc lại phản ứng trùng ngưng là phản ứng kết hợp nhiều phân tử nhỏ tạo thành phân tử lớn mà tách nước ra, hiểu chưa? Tách nước ra. Thì trong trường hợp này các bạn thấy nè, ở đây cái nhóm anh viết lại ha, RCO OH, ở đây là NH, được chưa? Đó NH2 đó. Thì mỗi cái phân tử này nó sẽ bị mất OH với mất H đi để nó có một cái liên kết như thế này, và cũng sẽ có một cái phân tử khác cũng sẽ bị mất H với OH như thế, nhiều cái phân tử lại kết hợp lại như vậy, nhiều cái phân tử nó sẽ bị mất như vậy, được chưa? Rồi nó lúc đó nó sẽ nối lại với nhau như thế này, được các bạn? Nó tạo ra cái mạch dài, được chưa? Và khi mà nối là các bạn thấy nữa, sẽ có cái liên kết gì đây, CONH nè, CONH nè, đúng không? Thì cái liên kết này chúng ta gọi là liên kết amid, được chưa? Liên kết này liên kết amid. Và nếu như hai bên này của mình nó là alpha amino acid thì lúc đó cái liên kết đó người ta gọi là liên kết peptide. Vậy khi mà đề bài yêu cầu các bạn xác định thằng nào, cái phân tử nào đó có bao nhiêu liên kết peptide, thì các bạn đã xác định là ở hai bên có phải là dạng alpha amino acid hay không. Vậy alpha là sao? Alpha là các amino acid có nhóm NH, nhóm COH cùng liên kết với một C, được chưa? Thì đó có bao gọi là những cái tinh túy nhất là anh ghi thành mấy dòng thôi, nhưng mà tất nhiên thì các bạn nên học cái mà anh cho các bạn ghi, nó sẽ đầy đủ hơn, nó dễ hiểu hơn. Còn cái này là rút gọn rất là nhiều rồi, được chưa? Rồi học thêm cái này nha, cái này là ứng dụng, ứng dụng đề thi cũng hỏi luôn á, được chưa? Ứng dụng đề thi cũng hỏi luôn nên là học hết nha, tại vì anh không có nhiều thời gian anh nói phần ứng dụng, nhưng mà ứng dụng đề thi hỏi luôn nên là các bạn học luôn phần ứng dụng trong cái bản này giùm anh, ok chưa? Rồi đó là amino acid ha. Rồi giờ peptide, rồi peptide có mấy dòng, các bạn nè, đã nó đụng cái chữ peptide là phải có chữ alpha. Định nghĩa peptide là hợp chất có từ 2 đến 50 gốc alpha amino acid liên kết với nhau bởi các liên kết peptide, được chưa? Và liên kết peptide là liên kết CONH giữa hai gốc alpha amino acid, thấy chưa các bạn? Và đối với peptide này thì có thể người ta chia hai loại nữa, một là oligopeptide, hai là polypeptide, được chưa? Một là oligopeptide, hai là polypeptide. Thì oligo là từ 2 tới 10, poly là từ 11 đến 50, được chưa? Rồi đó, thì các bạn phải nhớ cái gì nữa, nếu là 2 thì là dipeptide, 3 là tripeptide, 4 là tetra, 5 là penta, 6 là hexa, nhớ mấy thằng đó thì mới làm bài tập được, được chưa? Đụng tới peptide thì tính chất hóa học của nó các bạn nhớ có một cái đặc trưng luôn, đó là phản thủy phân. Phản thủy phân là phản ngược của phản trùng ngưng ha. Thì bữa giờ làm bài tập thủy phân rồi, đúng không? Thêm một phản ứng nữa là phản màu biure. Phản màu biure là tác dụng với lại COOH2 nhưng mà phức màu tím nha, với phức màu xanh nha, nhớ nha, cái này phức màu tím nha, được chưa? Rồi nhưng mà chỉ có tripeptide trở lên mới phản ứng, có nghĩa là thằng dipeptide không phản ứng. Tripeptide là sao? Là có ba gốc alpha amino acid nối với nhau gọi là tripeptide. Còn nếu mà có hai đứa thôi là đi, đúng không? Là dipeptide. Dipeptide không có phản ứng màu biure. Bữa anh có cho các bạn ghi và có tô màu đỏ, tô highlight luôn rồi, dipeptide không có phản ứng màu biure, được chưa nè? Rồi tiếp theo là đông tụ protein ha. Thì khi đun nóng hoặc tiếp xúc với acid base thì protein sẽ bị đông tụ, được chưa? Thì cái cơ chế đông tụ này nó cao siêu lắm, thì anh sẽ không nói đây. Rồi đó xong rồi, rồi được chưa? Nãy bạn nào kêu anh Phúc phải không?
Gieo ôn lại phần trụ ngân đó rồi. Được chưa? Có thắc mắc gì nữa không? Dạ được rồi, được rồi. Rồi. Rồi đó là đã nói sơ xong cái lý thuyết của chương này ha, có vậy thôi á. Nên là các bạn cố gắng ôn rồi phần sau mình kiểm tra ha, kiểm tra rất là dễ. Kỳ này anh còn và là có mấy một vài câu hơi phức tạp xíu anh bỏ luôn á. Tại anh soạn đề thừa hè rồi. Nên sợ bạn điểm thấp, bạn trầm cảm, bạn không thi giữa kỳ được á. Rồi, ôm, cố gắng ôm ha. Tuần sau mình học kim loại các bạn. Rồi, anh, cái cuốn sách năm ngoái xài được không anh? Hả? Sách kim loại gì? Năm ngoái xài được không? Không. Cuốn vô cơ đó, phải in lại hả? Không. Ừ, phải in lại. Năm ngoái tới hai cuốn vô cơ lận, năm nay anh gộp lại còn có một cuốn không?